cả nhà mình ạ. Vào livestream săn sale với shop các chị ơi, hôm nay em xả hàng cho các chị bên đây. Toàn là những mẫu đầm đẹp giá rẻ thôi. Sale trên live nha các chị. Các chị mình thích mẫu đầm nào của em thì mình cứ việc comment phía dưới cho em mã số sản phẩm kèm số điện thoại em tư vấn và chịu hàng luôn nha. Số lượng còn cực kỳ ít, chị nào đặt hàng trước sẽ có đơn trước, còn nếu như mình đặt hàng chậm quanh hết hàng cũng cực kỳ nha các chị. Rồi tranh thủ vào livestream liền với shop các chị ơi. Ưng đầm nào thì mình đặt hàng thật là sớm đi giùm em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho cả nhà mình luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em đi đặt hàng nha. Cái đầm em đang mặc trên người các chị, hôm nay em sale luôn có 99.000 thôi. Chỉ có 99.000 đồng thôi. Chất Atasi kim tuyến ha, dáng đầm body. Dáng đầm body cho mình. Trên váy xếp xếp như thế này nha các chị ơi. Xuất sắc luôn. Đáp chéo. Hôm nay em sale cho cả nhà mình các em đầm này chỉ còn có giá tiền là 99.000. Mẫu đang mặc cho người mã số 1390. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình comment ngay cho livestream em tư vấn luôn ha. 1390 kèm số điện thoại cho mà được nha các chị. Rồi hôm nay em sale luôn cả nhà ơi. Hôm nay em sale cho cả nhà mình luôn 1390, chỉ còn có giá tiền là 99.000 đồng thôi. Mã sản phẩm là 1390. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm. Em còn size M với L, có váy suông không? Dạ có nha chị Trịnh Hoàng. Hiện tại thì em đang có những cái mẫu đầm suông như thế này. Đó, suông chữ A, màu vàng nè, màu xanh ngọc nè, màu xanh đen, màu vàng, màu xanh ngọc, màu xanh đen nè chị. Sọc cho chị. Đó, với lại cái màu Galaxy. Em có với chị cái màu Galaxy này. Đây là những cái đầm suông bên em. Rồi đây, đầm suông màu Galaxy, đầm suông màu xanh đen, đầm suông sọc nè. Đó, với lại em có với chị đây, đầm suông, suông thun ha. Cái này là hai mẫu suông thun bên em, suông thun màu vàng cam với lại suông thun màu đen như thế này. Đó, thì chị thích cái mẫu suông nào comment phía dưới cho em ha. Có suông dạ không? Suông dạ bên em hả chị? Trời ơi, suông dạ bên em không có rồi chị ơi. Để coi coi đợt sau có em báo ha. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1390. Hôm nay em sale rẻ luôn cả nhà ơi, 99.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1390. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình comment ngay trên livestream nha cả nhà ơi. Cái dáng đầm body cực kỳ đẹp cho cả nhà mình luôn. Đầm mềm có cho giãn cho các chị mình luôn ha. Rồi bây giờ mẫu đang mặc trên người mã số 1390. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm. Phía sau em có rất là nhiều mẫu á. Cả nhà mình thấy cái mẫu đầm nào ưng nè, mẫu đầm nào mình ưng, mình thích thì mình comment phía dưới cho em nha. Rồi còn mẫu đầm này mã số 1390 hôm nay em sale luôn cho cả nhà mình 99.000 đồng. 1390 hôm nay em sale cho các chị yêu mình luôn 99.000 đồng. Đầm này thì từ 40kg cho tới là tầm 56-57kg mặc vừa. Mã số là 1390. Chị khách nào mà mình chưa có cái đầm này của em thì mình comment ngay trên livestream em tư vấn và chờ hàng luôn. 1390 kèm số điện thoại cho mà được cả nhà nha. 99.000 đồng. Chốt liền cho mà livestream không áp dụng bên ngoài cả nhà nha. Rồi đặt hàng thật là sớm em tư vấn và chờ hàng luôn. 1390 kèm số điện thoại cho mà được 99.000 đồng nha các chị. Trời, dáng váy body cực đẹp. Một cái size M với lại hai cái size L. Một cái M với lại hai cái size L, 40kg cho tới là tầm 56-57kg mặc đẹp cho em luôn. Bây giờ em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm cái em làm khác ha. Thấy bài like của em vô mình chấm bài tương tác cho em cái nha các chị. Thấy bài live stream của em vô chấm bài tương tác cho em cái. Thích đầm nào đặt hàng sớm cho em luôn. Rồi 1390 hôm nay em sale rẻ luôn các chị ơi. 99.000 đồng, mê chưa, có 99.000 đồng thôi. Bây giờ em sẽ lên cho mình cái em đầm này, hoa nhỏ, hoa nhí nhí li ti. Hoa nhỏ này ngày hôm nay em cũng có sale nha các chị. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc cho người mã số 1390. Rồi 1390 ngày hôm nay sale cho cả nhà mình luôn 99.000 đồng. Em chào chị Phan Huệ ạ. Rồi cố gắng đặt hàng sớm cho em nha các chị ơi. 1390 kèm số điện thoại cho em là được. Chỉ còn có giá tiền là 99.000 đồng thôi. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em cứ việc hợp mình nhanh tay em tư vấn và chờ hàng luôn ha. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là ok này các chị. Đây em sẽ lên luôn cho mình xem một cái em đầm hoa nhí. Trên sàn có nhiều mẫu, cả nhà mình thích mẫu đầm nào cứ việc comment cho em nha. Rồi đây, thay thêm cho mình xem một cái em đầm hoa nhỏ nhỏ. Đầm này em sale luôn cho cả nhà mình giá 99.000 đồng để em xem hôm nay còn sót lại cái size gì cho cả nhà mình. 1373. Rồi 1373 99.000 nha các chị. 1373 99.000 đồng. Thiết kế là mày sẽ là cổ tròn. Dạ em chào cả nhà mình mới vô ạ. Chào chị Vinh Phạm, chào chị Thư Vinh. Mẫu đang mặc trên người 1373 ha. Rồi đầm này thiết kế sẽ là cổ tròn. Phần thân trên thì em may một lớp. Đầm này em còn size M.
30 cái, với lại một cái size 2XL. Là size M thì 40 cho tới tầm 48 kg, và 2XL thì trong tầm là khoảng từ 50 57 kg cho tới quên, 56 kg cho tới sao ta? 55 cho tới là 58 kg này, 55 tới 58 kg cái mẫu này. Size 2X ha. Size 2X 55 tới 58 kg nha các chị, tại vì đầm này cái form hơi nhỏ. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1373. Đầm em đang mặc trên người mã số 1373, đầm này cổ tròn nha các chị. Phần thân trên này may một lớp nè, rồi từ phần ngực trở xuống thì em sẽ may hai lớp. Và em sẽ còn cho mình hai size. Size M là em còn đúng 30 cái, từ 40 cho tới 48 kg, và size 2XL thì sẽ tầm khoảng từ 55 cho tới là tầm 58 kg cho size 2X, nhưng mà 2X còn có một cái thôi. Rồi chốt luôn cho cả nhà mình luôn 1373. Sale ngay cho cả nhà mình còn giá là 99.000 đồng. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình comment liền phía dưới em tư vấn cả nhà nha. 1373 kèm số điện thoại cho em là được. Chỉ có giá tiền là 99.000 đồng thôi. Đầm này chất liệu vải von nha cả nhà ơi. Von thì em sẽ may cho cả nhà mình là tận 2 lớp. Khóa kéo ẩn đầm mình sau lưng ha. Rồi bây giờ mẫu đang mặc trên người mã số 1373 em sale cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền là 99.000 đồng thôi. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình nhanh tay lên đơn thật là sớm, em tư vấn và chừa hàng nha. Cái chiếc von thì rất là mát nha các chị. May cho cả nhà mình tận 2 lớp ha. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1373. Rồi đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1373. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm nha em nha. 63 kg mẫu này không vừa rồi chị. 63 kg là mẫu này em bó tay rồi. Đầm này thì em cái form nó bị nhỏ. Nếu như bình thường đi thì đầm này mà size 2X thì chị sẽ có size ha. Rồi mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1373. Chị khách nào đặt hàng thì mình comment liền phía dưới em tư vấn và chịu hàng luôn. 1373 kèm số điện thoại là được nha cả nhà. Rồi sale luôn 99.000 đồng. Tiếp tục em sẽ lên luôn cho cả nhà mình cùng xem mẫu đầm khác. Đầm này thì mặc tốt đẹp nè các chị. Đầm này đang sale còn có 100 mấy thôi, với lại maxi cũng đang sale rất là rẻ. Cả nhà mình chưa có mẫu đầm nào cứ việc lên đơn cho em ha. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1373. Trời đứng máy luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1373 chỉ có giá tiền là 99.000 đồng thôi. Bây giờ em thay qua mẫu khác nha. Ơn ý đầm nào của em thì mình đặt hàng sớm. Nếu như mà mình thấy em qua nhanh quá hay là em giới thiệu nhanh quá đó thì mình có thể comment phía dưới nha các chị. Comment phía dưới để em nói chậm chậm lên chút xíu, em qua chậm chậm lên chút. Rồi em chờ chị chút lên nha. 53 kg. Rồi 53 kg mẫu này không vừa. Để em mặc lên mẫu này cho chị đi. 53 kg thì chị mặc vừa, với lại nó đang sale á. Cái đầm này màu vàng cận Tết mình mua mặc nó tươi đẹp. Rồi đây, mẫu của em đang mặc trên người mã số là 1403. Đây là hàng mới. Đây là hàng mới và đang còn đủ size. Không biết các chị mình có chưa. Đầm này em đang có cho mình đầy đủ 4 size ha. M là XL với lại 2XL 40 kg cho tới bao nhiêu ta? 40 cho tới 65 kg lận. Đầm này em mang cho mình 7 mảnh. Hàng này mới về mà có 199.000 đó chị ơi. Nó giảm giá cực mạnh luôn á, 199.000 đồng đây. Cái đầm này nè, vải của nó là màu vàng nghệ ha. Màu vàng nghệ có phối với cả nhà mình hoa. Rồi khóa kéo ẩn, đây cái khóa kéo ẩn hình giọt nước phía sau lưng. Rồi phía trước á thì nó sẽ ôm ngực như thế này. Nhìn cái ngực của mình sẽ tròn đầy hơn nha các chị. Màu này thì mặc cái chị mình là không có kiến da đâu, mặc lên thì rất là trắng. Với cái em màu này mặc lên rất trắng. Nhưng mà không có sợ là bị mập ra đâu các chị. Tại vì có hoa nhí li ti nè, dễ mặc lắm. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số là 1403. Trời ơi, em chờ ghim cái comment này mà hả, tới giờ nó mới nhảy lên các chị ạ. Cái laptop của em hôm nay bị khùng rồi, bị đứng máy rồi. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số là 1403, hôm nay em sale luôn 199.000 đồng đủ size. Trời ơi, nó đứng máy luôn các chị ạ. Rồi 1403 kèm số điện thoại cho em. Đầm này em mặc phụ gối nha. Em ở đây em cầm cái 65, em 50 kg là em mặc vừa cái size em mờ luôn á. Em 50 kg, em cầm cái xong là em mặc vừa cái size M. Vậy em chào cả nhà mình mới vô nha. Em chào chị Đình Mai, chào chị Tình Giác nè. Rồi chào cả nhà mình ạ. Rồi đây 1403, cái đầm này cả nhà mình mặc lên nó là trắng nha. Đó, hoa nhỏ nhỏ như thế này, nền vải màu vàng nghệ. Ở trên livestream thì cái màu nó sáng hơn một chút rồi đó các chị. Để xa này màu chuẩn hơn, để xa màu nó chuẩn hơn. Em đứng gần rồi thấy cái đứng xa cái đứng gần của chị đó. Rồi các chị thấy không, cái gần lúc nào màu nó cũng sáng hơn hết trơn, nó gần ánh đèn rồi các chị ơi. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số 1403 ha, hôm nay em sale cho cả nhà mình luôn. Các chị ơi mình đừng quên chấm bài tương tác rồi mình chia sẻ like cho em ha. Váy đang mặc bao nhiêu shop? Dạ 199.000 á chị.
199.000 đồng. Giá mà em mới vừa về hồi bữa là tầm 2-3 ngày trước á, là 269.000 hay chị? 299 hay 269 gì á. Hôm nay em sale cho chị luôn để em ghim cái mã. Tại chị biết sao không? Cái ủa rồi cái mã em dăng nó mất tiêu rồi. Tại cái laptop này của em á, cái chị nó bị rớt mạng, nó đứng máy. Cái em ghim mã không được nè. Cái mã em hồi nãy em ấy lên cho mình không thấy đâu luôn. Rồi đâu rồi cái mã thôi. Đây đây cái mã này nè. Để em ghim cái mã phía dưới á, với lại cái giá tiền luôn cho chị dễ nhìn hơn ha. Đó, 1403 phía dưới góc màn hình. Có luôn cả giá tiền từ 40kg cho tới 65kg. Có hẳn hai túi nha các chị, form này form chữ A. Còn nếu như chị khách nào mà mình thích mặc ôm eo để mình khoe eo á, thì mình bóp eo lại. Thích mặc khoe eo thì bóp eo lại cho em. Còn thích mặc thoải mái thì mình để như vậy, mình mặc nó vẫn bo eo bình thường. Rồi, 199.000 đồng ha. Gam màu này là màu... màu gì quên mất tiêu rồi. Rồi màu vàng nghệ. Màu vàng nghệ cả nhà nha. Gam màu vàng nghệ nè, hai túi cho cả nhà mình luôn. Em cao 1m65, em đang mặc trên người cái size M và chỉ có một màu duy nhất thôi. Mã sản phẩm là 1403 ha, 1403. Đó, mình đặt hàng thì mình cứ việc comment phía dưới cho em 1403 với số điện thoại. Ngoài ra em có cái mẫu đầm này cũng tươi rói này các chị. À, mấy cái mẫu đầm này thì các chị mình về nhà mình mặc Tết thì nó quá đẹp luôn. Mẫu đầm này em đang sale còn 59.000. Đó, mẫu năm này cũng tươi nè, mẫu năm này cũng tươi nè, em đang sale còn 150 ha. Rồi em sẽ mặc từ từ cho mình coi. Rồi các chị mình yêu cầu ngoài lề gì đó, ví dụ như mình yêu cầu em ơi mặc cái này trước mà cái kia trước thì em sẽ ưu tiên mặc lên trước cho mình. Bây giờ mẫu em đang mặc cho người mã số 1403 sale luôn nha cả nhà ơi. 199 ngày nào em sẽ thay cho mình cái màu vàng cam cho nó tươi một chút xíu. Em chào chị Lê Thu Hiền ạ. Rồi 1403, đầm này chất lụa mango nha. Có co giãn nhẹ nhàng nè. Đó, có co giãn nhẹ nhàng. Một lớp hai túi khóa kéo ẩn phía sau, mã sản phẩm là 1403. Chị nào mình chưa có đầm này thì em mình đặt hàng sớm sớm liền cho em tư vấn và chờ hàng luôn. Em lên cho mình cái em đầm này. Hôm nay thì sẽ xả kho còn 59.000 á các chị, mà nó còn ít quá trời luôn. Đây, 1329 cái mẫu đầm này. Mã số là 1329 cả nhà nha. Rồi ngày hôm nay em sale cho các chị mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 59.000 đồng thôi. Rồi, chỉ còn có giá 59.000 đồng, 40 cho tới 53kg và eo tối đa tầm 73 đổ về. Mẫu của em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1329. Cái đầm này khá là mềm mại luôn. Nền vải là màu vàng cam, phối cho mình là cái cúc ngọc trai phía trước, xung quanh viền đá lấp lánh như vậy. Đó, họa tiết bông lúa. Cái đầm này em 50kg đó các chị, em mặc rộng rộng thế này thì đầm này chỉ có nào 53kg là mình sẽ mặc ok nha. Mặc sẽ vừa hơn. Thì 53kg mặc sẽ vừa hơn. Mẫu đang mặc trên người mã số 1329, 1329 sale 59.000 đồng. Rồi 1329 hôm nay sale cho cả nhà mình luôn 59.000 đồng. Có co giãn nhẹ nhàng, đầm một lớp hai túi và khóa kéo ẩn nằm đằng sau lưng. Em còn cho mình mỗi size M nha cả nhà ơi, sale luôn cho các chị mình là 59.000 đồng mã số 1329. Rồi hiện tại thì em sẽ còn cho cả nhà mình đúng 12 cái cuối cùng. Đúng 12 cái cuối cùng, mã sản phẩm là 1329. Em chào cả nhà mình mới vô nha. Rồi mẫu đang mặc trên người mã số 1329. Thiết kế đầm này sẽ là cổ tim, tay ngắn nè, dán đồng phong xòe. Đồng xòe thì thường che bụng tốt nha. Nhưng mà đầm này em chỉ còn mỗi size M. Đó, em 50kg mặc hơi rộng. Thì chị khách nào mình tầm 50kg về nhà bóp em nhẹ chút xíu nha. Còn hơi có bụng thì thỏi bóp. Đó, rồi mẫu đầm này thì 40 cho tới là 53kg. Em 73 độ về, đúng 12 cái luôn các chị ơi. Đúng 12 cái, 59.000 đồng. Có hai túi hai bên, mã sản phẩm là 1329. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm, em tư vấn và chờ hàng luôn. 1329 kèm số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Nhanh tay lên đơn thật là sớm, em tư vấn và chờ hàng. 1329 kèm số điện thoại cho em là ok. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một mẫu khác một chút nữa. Lên tiếp cho các chị mình cùng xem thêm một cái em đầm khác nha. Trời ơi, màu Galaxy này cũng đẹp nè, mà không biết các chị mình có thích hay không nữa. Thôi lên mẫu này đi. Em xe rẻ nè, đầm này có size lớn. Đầm này có size lớn. Đó, mấy cái màu vàng vàng này nè các chị, dạo này đang bán rất là chạy luôn. Tại vì nó cận Tết đó các chị, 1329. Hôm nay em chút xe là 59.000 ha. Đây mấy cái màu vàng vàng này nè các chị ơi. Đó, mua Tết mặc và phải nó đúng bài luôn. Quá đẹp, vàng vàng đỏ đỏ. Bây giờ em lên cho mình cái đầm có cổ đi. Nãy giờ lên toàn cái cổ trơn mà cổ tròn, cổ tim không đúng không các chị? Nãy giờ lên toàn cổ tròn, cổ tim, chưa có cái nào mà có cổ bẻ hết trơn á. Rồi mẫu đang mặc trên người mã số 1329 xem M. 1329 em còn à 12 cái đó các chị, 40-53kg nha. E73 đổ về cho em. Chất lụa mango, vải này thì
may một lớp là vừa mặc rồi, coi những nhẹ nhàng hai chiều ha. Rồi mà có một màu thôi, chỉ có một màu duy nhất thôi à. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình xem mẫu khác. Ân nằm nào đặt hàng sớm nha cả nhà. Phía sau em có nhiều mẫu quá trời đó. Mình ghé thử coi coi, hay là mình muốn kiếm cái mẫu nào mình cứ việc comment cho em. Em lên đầm cho các chị mình luôn, giá rẻ luôn. Đây cái đầm này thì 99 ngàn. Cái đầm này thì nếu như mà chị nào mà mình cao tầm 1m65 như em á thì mình thấy nó hơi ngắn thôi, hay là tại em mặc đầm ngắn quen rồi không biết nữa. Nếu như mà chị khách nào mà mình cao 1m65 á thì mình sẽ thấy nó hơi ngắn thôi, nhưng mà chị nào cao tầm 1m55 hoặc là 45 á sẽ thấy nó dài nha. Đó, em cao 1m65, đầm này em vừa mặc tới gối. Thường thường là em, nếu như em đi tiệc á, em sẽ mặc đầm trên gối em. Rồi nếu như mà em mặc, nếu như mà em mặc đi chơi, các chị đi chơi dạo phố hay là đi du lịch á, thì em sẽ mặc những cái đầm maxi đó, thì nó sẽ đỡ nắng. Còn đi tiệc thì mình mặc mấy cái đầm ngắn ngắn á, thì nhìn chân của mình sẽ dài hơn rất nhiều. Đầm này em còn một cái size M, một cái size M, với lại còn cho mình là size XL với 2X. Còn một size M đúng không trời. Trời ơi. Rồi 40 cho tới 65 kg mặc đẹp nha cả nhà ơi, 99 ngàn ha. Cái hàng này thì cả nhà mình yên tâm về cái chất vải, thì vải của nó rất là đẹp. Vải này thì vải của nó dày nha, khá là dày dặn luôn á. Co giãn nè, co giãn thì cũng không có sợ bị mỏng đầm luôn, không hề sợ mỏng đầm luôn, không nhăn nhào chạy nhào vải gì hết trơn luôn. Co giãn này các chị, đường may bụi chỉ thì quá đẹp rồi. Khóa kéo ẩn phía sau lưng. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1378, hôm nay em sale luôn cả nhà ơi, 99 ngàn. 1378 955 kg vừa không? Rồi không vừa chị. Chị lấy mẫu này đi. Mẫu này vừa với chị. Mẫu này nè, 1378 ha. Nếu như chị 55 kg, mẫu này chị lấy size XL sẽ vừa. Đầm này form nó hơi ôm, em sale cho chị luôn là 99 ngàn ha. Ui trời ơi, nó nhảy gì rồi. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm đi giùm em tư vấn và chờ hàng chờ size cả nhà mình luôn nha. 1378. 1378 kèm số điện thoại em sale cả nhà ơi, 99 ngàn đồng. Nó nhảy dữ vậy ta, đẹp nhưng mà ngắn. Rồi chị Lan Nguyễn ok luôn, cái này thì cũng đồng ý với mình luôn nè, thì nó hơi ngắn. Đối với chị nào thích mặc đầm dài thì mình sẽ thấy cái đầm này hơi ngắn, còn nếu như mà mình đã mặc đầm ngắn quen rồi thì mình thấy cái đầm này ok. Ngực 94 rồi, ít là 2X đều được chị, ít là 2X đều được. 1329 như vậy em. Dạ 40 cho tới là 53 kg, em 73 đổ về, em sale chị là 59 ngàn đó chị. Em sale chị 59 ngàn. Rồi ok cho chị. Cái đầm này buổi trước em bán với 259 ngàn đó. Hôm nay em sale cho chị quá trời luôn, rất là rẻ. Thì sự rất là rẻ. Rồi em đang mặc trên người 1378 nha. Đầm này thì nó hơi ngắn về sự, nhưng mà cái đầm này các chị, cái đầm này nè thì nó sẽ có size chị 40 cho tới là tầm 65 kg ha. Co giãn 4 chiều, co giãn rất là nhiều. Em cao 1m65 thì mặc tới đây. Chị nào cao tầm 1m55 hoặc 1m45 là sẽ phụ gối của mình luôn. Rồi 99 ngàn ha. Các chị mình thích đầm dài, nếu như mà đa phần các chị mình thích đầm dài thì em sẽ lên cái mẫu đầm này đi. Trời dài lắm luôn nè. Em có cái đầm dài size M thì có 99 ngàn thôi, nhưng mà nó chỉ có size M, có chị nào mặc vừa size M em lên. Còn cái đầm này sẽ đủ size hơn một chút, mà nó cũng rẻ lắm, trăm mấy thôi. Mặc đi du lịch rất là đẹp, đi dạo phố đi du lịch rất là đẹp luôn với cái em đầm này màu rêu. Em đang mặc trên người mã số 1378 nha. Bây giờ qua mẫu nha các chị, E82 mặc 2X đó chị Phạm Thuần. 1378 kèm số điện thoại, đừng quên chia sẻ livestream giúp em nha. Ba lượt là được, chia sẻ lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai nha cả nhà. À đây, em sẽ lên cho mình một cái em đầm dài đi. Đầm dài thì bên em cũng có khá là nhiều luôn á. Này cái đầm này, được cái đầm này nó dài, nó đẹp mà nó cũng rẻ nữa. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1425. 1425. Đầm này cổ tròn ha. Tay lỡ, bó eo, dáng xòe này là xòe dài luôn á. Dáng này là xòe dài luôn á. Chị đâu chưa có đầm này đặt hàng sớm cho em 1425. Sale cho mình luôn còn 199 ngàn. Cái đầm này rất là rẻ, dài luôn nha các chị. Đầm em mặc cũng rộng rãi nè, cho nên á, những cái đầm này em mặc rộng rãi thì các chị mình sẽ ăn gian được vòng eo. Nếu như mà mình thấy mặc rộng thì mình có thể về nhà bóc em cũng được. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc cái người mã số là 1425. Đây rộng rãi nha các chị. Thì cái em đầm này 40 kg cho tới là tầm 67 kg. Chị khách nào 52 kg mình lấy size M mặc nha. 52-53 kg lấy size M mặc cho em. Em thấy cái size M nó rộng rãi nè.
đó, 52, 53 ký hoặc thậm chí 55 ký lấy xe M cũng được nữa, nó rộng quá trời đây. Rồi, còn chị nào 50 ký hay 45 ký thì mình về nhà mình bóp eo nhẹ giúp em ha. Rồi, chị có giá 199.000 đồng. Em chào chị Hồng Vân ạ. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1425. 1425 đang sale còn 199.000 đồng. Cổ tròn nè, tay lỡ dáng đồng form xòe dài, dài tới cổ chân của em luôn. Và đồng form thì luôn luôn là em sẽ mang cho chị hai lớp, hai túi luôn, khóa cái ẩn phía sau lưng đứng gần cho mình coi ha. Này vải màu rêu, chấm bi cho mình trắng trắng nè, lá màu nâu, hoa thì màu hồng nhạt. Đó, xuất sắc chưa? Phần tay thì một lớp nhưng trong phần thân váy thì là hai lớp luôn. Đó, mã số là 1425. Đây là cái size 2XL này các chị. Đây là cái size 2XL cho mình. 40 cho tới 68 kg đây. 40 cho tới 68 kg, eo tối đa thì eo tầm 88 độ về, các chị mình sẽ mặc đẹp thoải mái với cái em đầm này. Chị khách là 45 50 kg lấy xe M về nhà bóp nhẹ phần eo giúp em nha. Rồi, đầm này cũng rất là đẹp luôn. Thì các chị khách nào mà mình tầm 67 68 kg đổ lại thì mình có thể bon chen được. 199.000 đồng thôi, 1m66 65 kg. Rồi chị Lê Quyên Minh. Ok chị, 99.000. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1425, chị có giá là 199.000 đồng thôi. Rồi 199.000 đồng nha các chị. Von cho các chị mình, đây là hàng von tâm, hoặc là thậm chí em gọi chị gọi là von gân gì đó. Nó sẽ có những cái lằn sọc tâm. Chị ơi, trên nai này nó không có thấy rõ với chị ơi, nó dập ly á, nó sập dọc như thế này, nó gân gân lên. Thì cái đầm này kể cho mình chỉ cần về nhà giặt xong phơi lên, mình có thể mặc được liền và không cần ủi. Cho là nếu như mà mình có đi chơi, đi du lịch xa thì mình gấp cái em đầm này á, mặc rất là ok, không cần phải ủi gì hết. Rồi 199.000 ha, mã số là 1425. Bây giờ em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một em đầm khác. Thường có chị mình thích đầm dài cho nên bây giờ em sẽ lên đầm dài ngay từ bây giờ ha. Lên đầm này dài dài chút xíu. Trời ơi, sao tự nhiên không có suy nghĩ ra được cái đầm nào dài hết chị ta. Cái này được không có chị? Cái này đầm dài nè. Đó, cái này đầm dài 1329-1425, 52kg vừa. Dạ vừa chị Thư Vinh nha, mặc size M. Tại vì 1329 form nó cũng rộng như vậy nè. Rồi 1425 form nó cũng dày luôn. Cho nên là 52kg, 53kg là chị vừa nha. Lấy xe M cho em. 1329 giá 59.000 đồng. Còn cái em đang mặc trên người 1425 thì giá là 199.000. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình xem thêm một em đầm dài khác nữa. Em của mình tầm bao nhiêu chị? Em chào chị Minh Anh nha. Rồi chị Thu Hà E82 mặc 2X đi. Ôi quên E82 1425 mặc XL, nó sẽ vừa hơn. Lấy 2X nó rộng lắm. Tiếp tục em sẽ thay thêm cho mình xem một cái em đầm khác. Tùy mẫu nha các chị. Có mẫu phong to thì khác, có mẫu phong nhỏ thì khác. Mình cứ canh theo cái số size em mặc. Đó, cái đầm nào mà em mặc lên vừa với người của em thì nó sẽ chuẩn form. Nó chuẩn form đồng nghĩa với việc là cái form nó bị nhỏ đó các chị. Đó, cái form nó bị nhỏ. Còn nếu như mà em mặc hơi rộng hơn một chút như thế này thì mình mặc sẽ thoải mái hơn và mình sẽ ăn gian được thêm 1-2kg nữa. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người nè, mã số là 1451. Rồi 1451 1451. Ngày hôm nay em sẽ sale luôn cho mình là còn 199.000 đồng. Đầm này màu xanh coban. Cái đầm này thì chất lượng vải rất là đẹp. Cái này là hàng vải chiếc phong. Hàng vải chiếc phong thì được cái vải nó rất là đẹp nha các trời. Đây, vải vải nó giống như vải von nhưng mà nó đẹp hơn cả vải von một chút. Rồi đầm này thì siêu xinh rồi, màu xanh coban cho các chị mình. Thiết kế đầm này thì cổ bầu bầu một chút xíu ha. Phía trước thì sẽ có phối đá nha các chị mình. Thì mình thích để những cái viên đá lấp lánh này thì mình để. Một số chị không thích đá lấp lánh thì mình tháo hẳn ra cho em, tháo luôn ra. Đó, mình có thể phối một cái ghim cài ở bên hông là cũng được. Khóa kéo phía sau ha, hai lớp luôn á. Đầm mỏng mỏng là thường sẽ may hai lớp hết. Bên trong cái lót cùng màu, hai túi luôn, khóa cái bận phía sau lưng. Dễ thương quá các chị ơi, đầm này mặc rất mát nha. Đầm này á các chị, màu nó thì màu nó sáng. Thì với những cái em đầm này cả nhà mình mặc đi chơi Tết á, đi dạo phố hoa thì nó sẽ rất là đẹp. Cận Tết rồi các chị, đi dạo phố hoa hay là mình chụp hình Tết đó các chị ơi, chụp hình với lại những cái đó hoa mà xanh vàng vàng đỏ đỏ các chị thì nó rất là nổi bật luôn. Đầm này thì em đang sale còn 199.000 đồng, mã số là 1451. Rồi chị đã chưa có đầm đẹp sớm, bên trong có lót ha, tem mạc đầy đủ nha các chị, hàng đẹp ha. Khóa kéo ẩn phía sau lưng đó, khóa kéo hình giọt nước ẩn ở phía sau lưng ha. Đường may như thế này, đường may phía sau, cái này đường may phía trước.
Rồi, chất liệu vải chiếc phong ha. Mẫu đang mặc trên người mã số 1451. 1451, chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn. 1451 kèm số điện thoại cho em là được ha cả nhà. Có 199.000 đồng thôi. Mình ưng đầm này thì mình đặt hàng sớm cho em. Ở đây em cầm mấy 65 nha các chị. Thích đầm này nhanh chóng lên đơn sớm em tư vấn và chịu hàng. 1451 kèm số điện thoại. Các chị mình có thích nhung không? Nhung này em đang giảm giá nè. Nhung này là có size tới 70kg luôn á. Đầm này có size tới 70kg. Chị Giang Nguyễn 49kg mặc size M nha chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1451. Đầm đang mặc trên người 1451 chỉ có giá 199.000 thôi. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình comment liền phía dưới cho em tư vấn và chịu hàng. 1451 kèm số điện thoại cho em là được ha. Rồi sale luôn. Ship à? Ship thành phố là 20.000, ship ngoại thành thành phố là 30.000 đồng. Đồng giá chị ở xa ở gần gì cũng như vậy hết nha chị. Giống như chị ở thành phố thì em đang quận 7 đi. Chị ở Hóc Môn gì đó thì em dây chị là 20.000. Còn chị nào mà mình ở xa, ở Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Hải Phòng, Hà Nội gì đó thì đồng giá là 30.000 đồng. Nhưng mà các chị ơi, nếu như mà mình đặt hàng bên shop em mà mình có dùng đơn, mình dùng đơn 600.000 đồng thì mình sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc. Rồi dùng đơn cho em ha, 600.000 sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc. Mã sản phẩm 1451. Tiếp tục em sẽ thay thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác nha. Ưng đồng nào đặt hàng thật sớm nha, em tư vấn và chịu hàng. Mẹ em thấy chị là ở gần hay ở xa thì mình cũng nên đặt hàng online chị nhà ơi. Rồi, bây giờ đi tới đi lui cũng nguy hiểm. Rồi em lên thêm cho mình mẫu này ha, 1399. Hàng này hàng nhung, trời nó lạnh ngắt luôn á. Cái nhung này mặc rất mát nha các chị. Hàng nhung lạnh, nhung vân. Hàng nhung vân cả nhà sẽ nhìn thấy những cái điểm nè, tối màu sáng màu ha. Nhìn nó như cái đám mây vậy đó, co giãn. Thì cái em đầm này sẽ có size từ 40kg cho đến là 70kg lận. 40-70kg. Cổ tròn nha. Cổ tròn, tay lỡ, bo eo, dáng xòe. Rồi chị khách nào chưa có cái mẫu đầm nào của em thì mình để lại comment ngay trên livestream giúp em. Em tư vấn và chờ hàng chờ size nha cả nhà ơi. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm sớm thì dùm em tư vấn 199.000 đồng. 199.000 đồng. Cái hàng nhung này thì mình yên tâm là cái độ co giãn của nó thì bao la luôn á. Trời nó co giãn bao la luôn. Cái vải mình nhìn thôi là mình đã thấy mặt lên nó mướt rồi, nó mịn rồi. Cái vải này nó ống nhẹ nhàng nè, cả nhìn thấy không? Đó, nó ống nhẹ nhàng. Nhung vân nha các chị, nhìn nó như đám mây vậy nha, chứ không phải là hàng này bị cũ đâu nha các chị ơi. Rồi 1399 sale nha. 199.000 đồng. Nếu như chị nào chưa trải nghiệm nhung vân á thì mình nên mua thử cái em đầm này. Em có những cái nhung mà không vân nè. Nhung bình thường không vân luôn. Không có những cái đốm, không có những cái đốm. Còn cái này thì nó sẽ có những cái đốm, đốm tối màu, đốm sáng màu như vậy nè. Co giãn này các chị. Trời ơi co giãn quá trời luôn á. Em sale luôn cho cả nhà mình là 199.000 đồng, 40 cho tới 70 kg có đơn. 40 tới 70 kg nha các chị. Rồi cái đầm này là 1407, cái này là màu xanh navy. Nếu như mình thích xíu nữa em sẽ mặc lên sau ha. Dạ em cắt quần bên. Rồi mẫu đang mặc trên người mã số. Chị mua nhiều rồi miễn ship chị bữa nha em. Chị Thư Vinh. Rồi là sao ta. Cái này là rồi không biết làm sao luôn á. Giờ chị hỏi em cũng bó tay chấm con. Tại em không thấy người chốt đơn luôn á chị. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1399. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1399. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm liền cho livestream em tư vấn và chịu hàng luôn. 1399 kèm số điện thoại cho em là được cả nhà ơi. Cổ tròn nha, tay lỡ nè, bo eo dính đầm phơm xòe. Một lớp kèm hai túi này cả nhà, khóa kéo ẩn phía sau lưng, to giãn này các chị, mê không? Đầm này em chỉ có một màu duy nhất thôi nha. Mã sản phẩm là 1399, sale luôn cho cả nhà mình luôn, 199.000 đồng. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm một cái mẫu đầm khác. Rồi bây giờ các chị mình thích em lên mẫu đầm nè. Thôi lên cái màu này đi. Màu xanh min. Cái màu này thì mặc lên nó khá là trẻ trung và trắng da luôn. Cái màu này thì nó sang, mình có thể diện để đi tiệc. Rất là đẹp. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số là 1399. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1399. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình comment sớm phía dưới cho em. 1399 kèm số điện thoại nha cả nhà. Chị có giá là 199.000 đồng. Em chào chị Lưu Nguyễn. Cả nhà mình chia sẻ ra cho em đi ạ. Mình chia sẻ với lại mình chấm bài cho em đi nha. Bây giờ em sẽ thay thêm cho các chị mình cùng xem thêm mẫu khác nữa.
Đây. Lên luôn cho cả nhà mình cùng xem thêm cái em đầm này. Mẫu của em đang mặc trên người mã số 1410. 1410 là cái em màu xanh min, rất là ngọt ngào luôn các chị ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1410 nha. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm cho em 1410 kèm xuyên hoại. Cổ vuông các chị ơi. Cổ vuông nha. Tay ngắn ngắn. Phía trước này thì em sẽ may cho cả nhà 6 mảnh, sau lưng 6 mảnh nè. Một lớp có hai túi khóa kéo phía sau. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số 1410. Rồi 1410 hôm nay em sale luôn nè. Giá chỉ có là 229.000 đồng. Các chị ơi, cái đầm này em còn size M, L với hết thôi nha. M, L với hết thôi nha cả nhà. 229.000 đồng, mã sản phẩm là 1410 sale luôn. 229k. Nhưng mà cái em đầm này các chị, đó thì em mặc nó hơi ôm với người của em nha. Trên cái đầm này á, chị khách nào mà mình từ 40 cho tới là tầm 48kg thì mình sẽ mặc size M. 40 tới 48kg sẽ mặc size M nè. Rồi. Còn M, L với 2X. Còn size L thì từ 48kg cho tới là tầm 53kg. Size 2XL thì sẽ tầm từ 57 cho tới là tầm 63kg luôn. Thì mình sẽ mặc được ha. Hôm nay em sẽ sale luôn cho cả nhà mình còn 229.000 đồng. Mã sản phẩm là 1410. Chị nào chưa có đầm này thì mình đặt hàng sớm. Mặc form dài đi em, chị Huyền Nguyễn. Rồi ok. Form dài thì hiện tại bên em đang có cái sơ mi này mới vừa về hàng nè. Form dáng đầm là siêu dài luôn. Hay dễ thích cái này. Cái này là nó quá trời dài luôn á. Cái này quá trời quá đất dài luôn. Cái này thì đầm dự tiệc em đang sale còn 299. Rồi mặc form dài thì em mới vừa về hàng cái mẫu đầm này nè. Form dài cũng xinh lắm luôn á. Cái mẫu đầm này mã gì ta? 1448. Đó. Form dài thì có nhiều mẫu lắm. Nãy giờ em mặc lên cho mình mấy mẫu rồi đúng không? Mặc tiếp nha. Em sợ cái gì mình thấy form dài hoài cái gì mình chán. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số 1410. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình comment ngay trên like em tư vấn ha. 1410 kèm số điện thoại cho là được. Hôm nay em trích đơn hàng cho các chị mình luôn. Với mức giá chỉ có là 229.000 thôi. Đó, em sẽ lên thêm cho cả nhà mình một cái em đầm form dài em mới vừa về hàng. Có sườn xám em dài đó các chị. Sườn xám thì gần hết rồi, sườn xám còn ít. Rồi, tiếp tục em sẽ thay thêm cho mình mẫu khác nữa nha. Mẫu của em đang mặc cho người mã sản phẩm là 1448. Từ giờ tới cận Tết đó các chị về nhiều mẫu lắm luôn. Em đang hào hứng quá trời đi á. Hy vọng là nay mai có đầm mới về nữa cho các chị mình. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người nè, mã số là mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1448. Rồi, đầm này chất liệu vải von nha các chị ơi, von tơ ha. Hàng von tơ có phối với mình cái cổ nè. Đó, cái cổ khác màu nha các chị, cổ này cổ khác màu. Xuất sắc luôn. Đây cái chất von tơ, phần tay một lớp, phần thân hai lớp nha, luôn cả hai túi, dán đầm xòe khóa cái phía sau, che bụng tốt. Và ở đây thì em sẽ có xếp ly cho chị, xếp ly hai bên hông như vậy, xếp ly nhẹ nhàng thôi để khi mà mình mặc lên nó phồng ra, nó che bụng tốt hơn. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1448. Rồi chốt lên là 299.000, hàng mới vừa về. Hàng mới vừa về 299.000 đồng, nó khá dài luôn á chị. Đó, rồi chiếc von ha, em ở đây em cầm 65. Từ ngay đây nè, cái chị ở cái chỗ này em nắm nè. Đó, một đường đi ngang qua, đây là cái đuôi cá. Rồi, đầm sơ mi đuôi cá các chị nha. Mẫu đang mặc trên người mã số là 1448. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình comment liền phía dưới, em tư vấn là chịu hàng luôn. 1448 kèm xuyên họ cho em là được cả nhà nha. Chị có giá là 299.000 đồng thôi. Ý đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm, em tư vấn và chịu hàng. Rồi, dạ ok nha chị. Nào mình cứ coi từ từ đi. Mình cứ coi từ từ đi chị ơi, em lên nhiều mẫu lắm. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1448. Chị khách nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn. 1448 kèm số điện thoại cho em là được. Chỉ còn có giá là 299.000 đồng thôi. Hiện tại em đang có cho các chị mình là đầy đủ 4 size M, L, XL với lại 2XL 40kg cho tới 65kg có đơn hàng. Rồi ở đây em có một cái này các chị ơi, mê chưa? À dài luôn ha. Cài mấy 65 phủ hẳn cái bắp chân. Bộ hoàng bắp cho luôn này các chị, mã số là 1448 nha, 299k. Rồi hiện tại thì em đang có cho chị một cái em đầm maxi rất là dài. Em đầm maxi này thì em đang sale cho các chị mình luôn. Với giá chị có là 99.000 đồng, lên thử với mình coi nha.
với lại có cái làm form dự tiệc nè, form dự tiệc cũng khá dài luôn. Sơ mi thì em có nhiều lắm. À, cái sơ mi này các chị, cái này là sơ mi maxi. Sơ mi maxi mà hôm nay sale có 199.000 luôn á. Để em mặc cho chị cái maxi này, em sẽ lên sơ mi maxi chị coi thử nha. Đầm đó thì nó dày cho nên em nghĩ là chị mặc mùa đông nó sẽ ok á. Cái đầm sơ mi maxi nó khá là dày thì mình dùng để mà mặc mùa đông đi làm nó rất là ok luôn. Rồi còn em đang mặc trên người thì chất liệu vải von, hàng thì mặc mát, bao mát luôn nha các chị. May như mình hai lớp, hai túi khóa kéo phía sau, phần chân váy phối đuôi cá. Cái đầm này các chị mình mặc đi du lịch hay là đi tiệc cũng đẹp nữa nha. Ở bên ngoài nó đẹp hơn trên like nhiều. Mã số là 1448. Rồi em sẽ thay thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái em đầm khác nữa ha. Tiếp tục, mẫu này mã sản phẩm là 1336. Rồi đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1336 cả nhà nha. 1336. Đầm này em còn cho mình là size M. Size M thì từ 40 cho tới là tầm 50kg. Nhưng mà đầm này thì cái form nó hơi nhỏ một chút, cho nên là eo của nó thì eo tầm 68 độ về thôi. Size M nha, eo 68 độ về nha các chị ơi. 40 cho bộ tới 48kg, eo tối đa tầm 68 độ về. Thiết kế đầm này sẽ là cổ tròn, tay ngắn, bo eo, dáng đầm xòe dày maxi. Đầm này em mặc nó sẽ dài tới cổ chân của em ha. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1336. 1336 hôm nay em chốt đơn hàng cho cả nhà mình luôn. 1336. 1336 hôm nay em sale luôn, chỉ còn có giá là 99.000 đồng. Rồi 99.000 đồng thôi. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình comment liền phía dưới, em tư vấn cho chị hàng luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1336. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm nha. Chất liệu vải này là vải lụa mango. Hàng lụa mango thì mềm lắm các chị ơi, to giãn nhẹ nhàng nè. Khóa kéo ẩn vào màn sau lưng. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1336. Chị nào chưa có đầm này tranh thủ lên đơn sớm để dùng em tư vấn ha. Em chào chị Thu Sương ạ, chào cả nhà mình mới vô. Rồi tranh thủ đặt hàng thật sớm nha, em tư vấn và chờ hàng nha cả nhà. 1336 kèm số điện thoại cho em vào được. Ngoài ra thì em đang có cho mình cái mẫu maxi này. Cái em đang mặc trên người thì nó thứ nhất là nó còn ít, còn thứ hai là cái số ký nó hơi nhỏ một chút. Đó, em lên cho mình mẫu này ha. Ok, đầm này của em thì mình đặt hàng thật sớm nha cả nhà. 1336 với số điện thoại cho em vào được. Chỉ còn có giá tiền là 99.000 đồng thôi. Ưng cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm cho em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em vào được. 1336 sale luôn, chỉ có giá là 99.000 đồng thôi. Em sẽ lên luôn cho mình xem cái mẫu khác nha. Cái đầm này nó khá là dày luôn các chị ạ. Vải caro sọc. Caro này mà còn sọc là sao ta? Rồi cái váy này nè các chị ơi, mẫu em đang mặc trên người mã số 1438. Đó, nó dày dặn, đứng form. Đứng nha các chị, mặc đứng form. Cổ sơ mi cho mình luôn, tay ngắn nè. Đó, rất là đẹp luôn. Nguyên một hàng cúc phía trước, nguyên một hàng cúc chạy dài từ phần cổ áo tới phần chân váy. Nhưng mà cúc này là cúc cách điệu thôi, chứ không có cài được. Cúc cách điệu thôi các chị nha, không cài được nè. Rồi, nền vải của nó là sọc màu vàng cam như thế này, kèm thêm cho các chị mình cái túi khóa cái ổn phía sau. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số là 1438. 1438 hôm nay em xem cả nhà ơi, bao nhiêu ta? 199.000 luôn. Quá đẹp, quá xuất sắc. 199.000 đồng luôn các chị ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1438 nha. Vậy này khá là dày dặn. Chị nào mà mình kiếm muốn kiếm đầm công sở mình mặc cho mùa đông á thì mình có thể, đó, có thể chọn cái em đầm này. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1438 nha. 1438 hôm nay em sale luôn, chị có 199.000 đồng thôi. 199.000 đồng thôi, mã sản phẩm là 1438. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình comment ngay phía dưới, em tư vấn và chờ hàng. 1438 kèm số điện thoại cho em là được ha. Chị có 199.000 đồng. Thì hiện tại em đang có cho các chị mình là 4 size. Ủa sao? MXL với lại 2XL. Chờ em xíu nha. 1438 em kiểm tra lần nữa kỹ lại cho nó chắc ăn. Rồi hết size M. Chỉ còn cho mình là size L, size XL với lại size 2XL. Thì trong tầm là khoảng từ 45kg cho tới là 64kg.
45-64kg có đơn. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1438. Chị khách nào mà chưa có đơn này của em thì mình đặt hàng thật là sớm, em tư vấn và chịu hàng. Và hiện tại em đang có với mình cái mẫu sơ mi này cũng dài nè chị. Sơ mi này cũng dài và cũng đang sale. Cả nhà ơi đang theo dõi livestream, cả nhà mình chấm bài tương tác cho em cái nha. Đang theo dõi livestream mình chấm bài tương tác cho em cái nè các chị ơi. Thích đầm nào thì mình comment liền phía dưới, em tư vấn và chờ hàng luôn. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1438. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn. 1438 kèm số điện thoại cho em, chỉ có giá là 199.000 đồng thôi. Ưng ý đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm, em tư vấn và chờ hàng luôn ha. Mã số với số điện thoại cho em là được. Rồi thôi, cái bài like này em lưu lại đi, chị khách nào vào sau có thể coi lại hoặc là mình đón xem như mình livestream khác của bên em nhé. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ.